Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Markhome. Đây là nơi mà chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những mẫu công trình đẹp do Markhome thiết kế và thi công trọn gói. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đâu Huyền nhỉ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến ghé thăm với mảnh đất là Cẩm Giàng, Hải Dương. Và chúng ta sẽ ghé thăm công trình kiến trúc của gia đình nhà chị Thanh. Và công trình này có gì đặc biệt thì xin mời quý vị chúng ta cùng theo chân chúng tôi nhé. Markhome, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Markhome đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Markhome luôn đi tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Markhome là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Markhome, đơn vị duy nhất tại Việt Nam có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Markhome đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Markhome dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Markhome qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Markhome, giá trị tạo nên thương hiệu. Khi bước đầu tiên đến công trình chúng ta thì sẽ là một hệ cổng được thiết kế theo một cách đồng nhất với phong cách của ngôi nhà. Cổng của chúng ta ở đây thì sẽ được làm bằng thép hộp sơn tĩnh điện. Xung quanh là hệ tường là sơn màu trắng kết hợp với màu nâu này. Hai bên là hai cột trụ to lớn và vững chắc, tạo nên sự cho ngôi nhà của ta cái nhìn khỏe khoắn và hiện đại hơn rất là nhiều. Quý vị thân mến, và từ hệ cổng bước vào, chúng ta sẽ đến với một khoảng sân vô cùng rộng. Và theo gia chủ của chúng tôi có tiết lộ thì tất tần tật cả khuôn viên đất này thì rơi vào khoảng tầm hơn 400m², rất là rộng rãi. Và kiến trúc sư chúng tôi thiết kế này đẩy lùi công trình chính ở phía sau. Ở phía trước này và phía bên hông này là một khoảng vườn vô cùng rộng lớn để gia đình có thể thoải mái này trồng rau, trồng cây ăn quả. Và phía đằng trước này cũng là một cái khoảng sân rất là lớn đây để cho gia đình sinh hoạt đây. Và đây thì cũng có thể coi như là một cái không gian đệm để ngăn cách công trình chúng ta với hệ thống đường giao thông phía trước, ngăn được bụi này cũng như là tiếng ồn vào trực tiếp vào trong công trình và giúp cho mọi người sinh sống đây cảm thấy rất thoải mái và tiện lợi hơn rất là nhiều. Và công trình này của chúng tôi thì sẽ có thiết kế là hai hệ sảnh, một sảnh chính phía bên này ạ, và đây chính là khu vực sảnh phụ thì sẽ đi thẳng vào khu vực bếp cũng như là phòng ăn ở phía bên trong, vô cùng rộng rãi đúng không ạ? Quy mô công trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có chiều dài mặt trước là 12,42m, chiều sâu là 17,42m. Vậy diện tích công trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ rơi vào khoảng là 216m², với chiều cao hệ bậc ngũ cốc cao 600mm này. Phần thân của chúng ta thì sẽ cao 3,9m và phần mái của chúng ta thì sẽ có chiều cao là 3,4m. Vô cùng rộng rãi và cao ráo đúng không ạ? Và ngôi nhà của chúng ta này thì sẽ thiết kế theo phong cách hiện đại cùng với lại cái hệ mái Nhật ở phía bên trên. Và công trình này thì mang đúng tính chất của một ngôi nhà vườn ạ. Anh có thể thấy là bên trong này đó, rất là nhiều những khoảng không cây xanh đúng không ạ? Và tạo cảm giác cho ngôi nhà của chúng ta hòa nhập với thiên nhiên. Và ngôi nhà này thì sẽ có này những cái màu sắc chủ đạo là màu trắng này kết hợp cùng với lại cái hệ thống màu nâu nữa thì sẽ làm nổi bật cho công trình của chúng ta, mang một cái nét đẹp gió về truyền thống. Với những cái thiết kế theo cách hiện đại thì việc mà tận dụng tối đa cái nguồn ánh sáng tự nhiên ấy, thì luôn được các kiến trúc sư của Markhome quan tâm. Vậy nên là cái hệ cửa, ngoài cái hệ cửa chính của chúng ta ra thì toàn bộ cái hệ cửa sổ cũng như là cái hệ cửa thông phòng thì đều được thiết kế bằng nhôm hệ kính. Điều này thì sẽ giúp ánh sáng có thể dễ dàng chiếu sáng cho cả công trình của chúng ta và giúp cho không gian bên trong cũng là cũng thông thoáng này và đầy đủ ánh sáng. Và đây thì chính là hệ sảnh chính của chúng ta. Hệ sảnh chính thì sẽ được thiết kế là hệ bậc ngũ cấp này, bao gồm 5 bậc đi lên, làm ngôi nhà của chúng ta cao ráo hơn. Và đặc biệt thì khi mà với thiết kế cao thế này ạ thì sẽ giúp là cái điều hòa không khí trong căn nhà một cách tốt hơn. Và toàn bộ khu vực sảnh này thì sẽ được lát bằng cái chất liệu là gạch granite này. Còn phía bên trong ạ thì sẽ được ốp bằng chất liệu là gạch giả gỗ. Wow. Hai bên sảnh thì sẽ là hai cái cột trụ to lớn và nhìn thì sẽ tạo cho ngôi nhà chúng ta cái nhìn khỏe khoắn này, hiện đại và mang một cái vẻ đẹp phóng khoáng hơn rất là nhiều. Quý vị thân mến ạ, và đây thì chính là hệ thống cửa chính của chúng ta. Cửa chính này thì sẽ được làm bằng chất liệu là gỗ lim nam phi kết hợp cùng với hệ pano kính chạy dọc phía xung quanh nữa. Hệ pano kính này sẽ giúp với tác dụng là trang trí cho cửa này và bên cạnh đó thì sẽ làm cho căn nhà chúng ta trở nên thông thoáng hơn. Ngoài cái hệ cửa gỗ ở phía bên ngoài ra thì bên trong còn được làm một cái hệ cửa kính nữa. Thì sau này mà chúng ta mở cái hệ cửa gỗ này ra và đóng cái cửa kính này vào thì bên trong chúng ta mở điều hòa thì sẽ không làm cái khí lạnh nó sẽ thoát ra bên ngoài, giúp tiết kiệm điện năng cho công trình của ta rất là nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta bước vào bên trong để khám phá nội thất công trình nhé. Không
Không gian đầu tiên của chúng ta khi mà đi từ sảnh chính vào thì sẽ là không gian phòng khách cộng với phòng thờ. Không gian này của chúng ta thì sẽ có diện tích là 34m2, và tại đây thì đã được gia chủ trang bị đầy đủ các đồ dùng nội thất để mọi người sử dụng hàng ngày. Như quý vị có thể thấy ở đây thì gia chủ đã để một cái bộ bàn ghế sofa này được làm bằng cái chất liệu là gỗ tự nhiên kết hợp cùng chất liệu da nữa. Và hai chất liệu này thì sẽ làm nổi bật lên cái phong cách hiện đại cho cả ngôi nhà này. Và trong phòng khách của chúng ta thì cũng sẽ có một cái hệ thống cửa sổ phía bên kia này để có thể cung cấp ánh sáng tự nhiên cũng điều hòa không khí. Phía đối diện này thì sẽ là một hệ kệ để tivi để phục vụ cho nhu cầu giải trí của mọi người trong gia đình. Ở bên dưới thì sẽ là một cái số cái tủ nhỏ để mọi người có thể để những cái đồ dùng nhỏ nhặt khi mà chúng ta chưa dùng đến, tạo nên cho cái không gian phòng khách của chúng ta sẽ có gọn gàng và sạch sẽ hơn rất là nhiều. Và quý vị có thể thấy ở trong căn nhà này thì gia chủ của chúng tôi chăm chút rất nhiều cho phần nội thất. Và ngay ở cái phần phía sau cái tivi nhá, đằng sau này thì chúng tôi có sử dụng này một cái tấm này chính là tấm nhựa PVC giả đá. Thì thực sự nó không có kém cạnh gì so với đá tự nhiên cả. Và bên cạnh đó thì nó cũng sẽ làm nổi bật lên cái phong cách hiện đại cho cả căn nhà. Và xung quanh thì sẽ có những cái hệ lam gỗ như thế này. Phần trần của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ được sử dụng bằng trần thạch cao giật cấp kết hợp với hệ thống đèn LED, đèn outline xung quanh này. Điều này thì sẽ giúp ánh sáng có thể chiếu sáng cho mọi ngóc ngách trong nhà chúng ta. Ở giữa thì sẽ được đặt một chiếc quạt trần lớn ở đây để tạo những luồng gió mát khi mà chúng ta ngồi trò chuyện cũng như tiếp khách ở khu vực phòng khách. Và ngay phía sau này thôi ạ, thì đó chính là khu vực phòng thờ, khu vực tâm linh của cả ngôi nhà. Khu vực phòng thờ này thì sẽ có hướng này thẳng phía mặt tiền cũng thẳng phía cửa chính ạ, rồi đón tài lộc của vượng khí. Và đặc biệt thì không gian thờ cúng này của chúng tôi nhá, phía bên trong ạ thì cũng sẽ có này một cái hệ kệ ban thờ này, sẽ là một chất liệu là gỗ tự nhiên, có đồ họa tiết hoa văn trang trí này để làm nổi bật cho không gian thờ cúng này. Đằng trước của chúng ta thì sẽ được sử dụng bằng cái hệ thống tấm vách lam cắt CNC được sử dụng bằng chất liệu là gỗ công nghiệp. Điều này thì sẽ tạo nên một cái khu vực riêng tư hơn cũng như là trang nghiêm hơn cho khu vực tâm linh trong gia đình của chúng ta. Phía đằng sau tôi đây thì sẽ là một cửa ra khu vực sảnh phụ cộng với khu vực ăn ngoài trời của gia đình của chúng ta ngày hôm nay. Và quý vị thân mến ạ, trong căn nhà của chúng tôi thì sẽ có tổng cộng là 4 phòng ngủ tất cả. Và hãy cùng với chúng tôi đi vào phòng ngủ đầu tiên nhé. Phòng ngủ đầu tiên thì sẽ nằm ngay ở khu vực bên này thôi ạ. Đây là phòng ngủ có diện tích nhỏ nhất là 13m2. Này, mặc dù diện tích nhỏ nhất thôi nhưng mà trong này được trang bị rất là đầy đủ thiết bị nội thất. Ở đây thì đã được gia chủ đặt một cái hệ thống giường ngủ ở đây này. Phía bên trên này là kệ để tivi để mọi người sử dụng cũng như là giải trí này. Bên đây thì sẽ là một hệ tủ để quần áo. Và trong phòng ngủ thì cũng được thiết kế hai cửa sổ, một cửa sổ hướng về phía mặt trước của công trình cũng như là một cửa sổ hướng về phía mặt bên của công trình. Điều này thì sẽ giúp lấy ánh sáng cũng như là không khí tự nhiên ở bên trong phòng ngủ, sẽ làm cho mọi người khi mà nghỉ ngơi trong đây thì sẽ không cảm giác bí bách và khó chịu. Và quý vị có thể để ý thêm một chi tiết nữa, chính cái hệ thống tủ quần áo đây ạ thì sẽ được thiết kế này âm tường nhé quý vị nhé. Với thiết kế âm tường này thì chúng ta có thể là thêm cái không gian phòng ngủ chúng ta sẽ trở nên rộng rãi hơn và thoáng mát hơn ạ. Quý vị thân mến, và không gian tiếp theo thì đó chính là phòng ngủ thứ hai của công trình. Phòng ngủ này thì với diện tích là 13,2m2, hiện tại đang ngồi phía bên trong, chúng tôi cùng tiện chia sẻ với quý vị. Quý vị và các bạn thân mến, khu vực vệ sinh chung của chúng ta trong công trình ngày hôm nay thì sẽ có diện tích là 4,7m2. Lavabo thì được thiết kế phía bên ngoài này, tiện lợi cho việc sử dụng. Và phía bên trong này thì đã được gia chủ trang bị đầy đủ các thiết bị vệ sinh như là bồn cầu này, vòi tắm đứng để mọi người sử dụng. Ở phía sàn nhà chúng ta thì được ốp gạch chống trơn này, phía xung quanh thì vệ tường thì được ốp gạch lên cao. Điều này thì giúp cho không gian bên trong này luôn luôn sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh hơn. Hệ thống ô thoáng thì sẽ giúp không khí lưu thông dễ dàng bên trong, tránh tình trạng ám mùi khi mà chúng ta sử dụng. Phòng ngủ tiếp theo của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có diện tích là 18,5m2. Và tại đây thì đang có người sử dụng nên mà chúng tôi không tiện chia sẻ đến quý vị. Quý vị thân mến, và phòng ngủ cuối cùng của căn nhà thì đây sẽ là phòng ngủ mà dành cho các bé. Phòng ngủ này sẽ có diện tích là 15m2. Ở trong không gian này của chúng tôi này, quý vị có thể thấy này, một là cái sự rất là chăm chút về nội thất của gia chủ. Ở đây nhá, thì sẽ một cái chiếc giường như thế này với hệ bậc có thể đi lên này. Ở dưới thì sẽ có thêm những cái hệ tủ nữa để chúng ta có thể để đồ cho không gian của chúng ta thêm gọn gàng hơn. Và với một thiết kế là cái hệ giường trải dài như thế này ạ, thì khi mà các bé nằm đây thì sẽ không lo cái tình trạng là khi nằm phía bên trên thì có thể ngã xuống. Còn phía bên này ạ thì sẽ chính là cái khu vực bàn học của các bé ạ. Ở trong này thì sẽ có hai hệ thống bàn học ở phía hai bên này để dành cho hai bé này. Bên trên là cái hệ tủ sách này. Và đặc biệt thì trong căn phòng này của chúng tôi nhá, thì đây bên này ạ thì cũng sẽ có thêm một cái hệ tủ quần áo. Tủ quần áo sẽ được thiết kế là âm tường ở phía bên trong này để không gian chúng ta thêm gọn gàng hơn. Trong căn phòng này của chúng tôi thì cũng có ưu ái này, thiết kế hai hệ thống cửa sổ ở quay ra hướng mặt sau của ngôi nhà, có thể là giúp đón không khí này cũng như ánh sáng tự nhiên này. Và khi mà các bé ngủ không gian này thì sẽ không có cảm giác bí bách là khó chịu. Quý vị thân mến ạ, và từ phòng ngủ này bước ra nhé thì chúng ta đến không gian tiếp theo ạ, thì đó chính là cái khu vực phòng bếp. Khu vực phòng bếp của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có diện tích là 21m2, và tại đây thì hệ tủ bếp này được thiết kế theo hình chữ Y. Phía bên trên bề mặt thì được ốp đá granite này, sẽ làm cho cái bề mặt này chúng ta luôn luôn sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh hơn rất là nhiều. Một cửa sổ hướng về phía mặt bên của công trình kết hợp với cửa ra phía sau nữa. Điều này thì sẽ giúp cho không gian phía bên trong này luôn luôn thông thoáng này, và sẽ không bị ám mùi dầu mỡ cũng như là đồ ăn khi mà chúng ta nấu nướng cũng như là sinh hoạt ở đây.
Và quý vị có thể để ý một chi tiết ạ, ở trong không gian bếp của chúng tôi nhá, thì gia chủ này có thiết kế này ốp toàn bộ này cái phần gạch men đá đấy, lên đến phần trên cao nữa, để trong cái không gian bếp của chúng ta là có thể dễ dàng vệ sinh hơn, đặc biệt là tránh ẩm mốc. Ở phía giữa trần của chúng ta trong phòng bếp này thì sẽ được thiết kế một cái chiếc quạt trần lớn ở đây. Điều này thì sẽ cũng tạo những nguồn luồng gió mát khi mà chúng ta ngồi sử dụng cũng như là ăn uống ở khu vực nhà bếp này. Và sau này nhá, gia chủ có thể để thêm một cái bộ bàn ăn ở đây nữa đấy, để chúng ta có thể là thoải mái ăn uống sinh hoạt. Nhưng mà hiện tại thì gia đình muốn là chúng ta có thể là ăn uống ở một cái không gian mà nó thoáng hơn, rộng hơn, nên là có thiết kế thêm nhá một cái khu vực phòng ăn phía ngoài trời nữa. Và đây thì chính là khu vực phòng ăn phía ngoài trời với diện tích là khoảng tầm 20m². Khi mà chúng ta ngồi ăn ở đây thì sẽ cảm giác cực kỳ thoải mái đúng không ạ? Và nói chung là chúng ta sẽ hòa nhập được với toàn bộ cái không gian phía bên ngoài này của công trình, tạo một cái cảm giác dễ chịu khi mà chúng ta ngồi dùng bữa ở đây. Rất là tuyệt vời đúng không anh? Và khu vực này thì cũng sẽ kết nối liên thông với khu vực sảnh phụ phía bên hông nhà nữa. Và từ sảnh phụ này nhá, đây, đi thẳng từ cổng sảnh phụ này vào bên trong cái khu vực này luôn đúng không ạ? Tránh cái việc mà khi mà các bà các mẹ mà đi chợ về không muốn đi qua khu vực phòng khách cũng như là sảnh chính, thì chúng ta có thể đi luôn cái khu vực sảnh phụ này và vào thẳng khu vực bếp luôn. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà chị Thanh có địa chỉ tại Cẩm Giàng, Hải Dương. Và nếu như quý vị yêu thích các thiết kế của Mark Home và muốn Mark Home thiết kế cũng như là thi công trọn gói cho công trình nhà mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi qua các số hotline để nhận được sự tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các số tiếp theo.